Tôi là một người hướng nội, tôi cũng không có khả năng về giao tiếp. Vậy thì làm thế nào để tôi có thể xây dựng được những cái kênh mà có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower? Vậy thì một cái điều mà Linh muốn chia sẻ với anh chị chúng ta rằng là vợ Linh là một người hướng nội hoàn toàn. Vợ Linh không phải là một người hoạt ngôn giống như Linh, cũng không phải là một người giao tiếp rộng như Linh, không phải là một người tràn đầy năng lượng, nhưng vợ Linh vẫn có thể xây được cái kênh tốc độ nhanh hơn Linh rất nhiều. Đó là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đã có 2,9 triệu lượt follower và rất là nhiều cái video hơn 10 triệu lượt xem, và lên đến 99% số lượng video có 1 triệu lượt xem trở lên. Vậy bí mật đó là gì ạ? Đó là những cái công thức để chúng ta tạo ra được những kịch bản hàng triệu lượt xem. Và để làm thế nào để chúng ta có được cái công thức này, hãy mời Linh một bữa ăn trưa và Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học để chúng ta có được cái chiến lược, cái cách thức để chúng ta tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Ngay kể cả khi trước đây chúng ta chưa biết cách làm ra những kịch bản, chúng ta chưa biết cách làm những cái video, và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể thay đổi được cái điều đó. Và chương trình này là Linh làm online, nên là Linh hãy muốn tất cả anh chị chúng ta hãy click vào đường link đăng ký ngay và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta sở hữu được cái tấm vé. Bởi vì chương trình này Linh chỉ làm tối đa là 1.000 người, nên vì vậy chúng ta cần phải làm nó nhanh, hành động nhanh để chúng ta sở hữu tấm vé trước khi mà chương trình chúng ta bị kết thúc và chúng ta không còn cơ hội để chúng ta đăng ký tham dự chương trình này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem và hàng triệu lượt follower.